En couture. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, nous étions en train de parler du moment où vous étiez à Bangkrabek. Vous avez dit que vous étiez arrivé en novembre 1976 ou aux environs de cette date. Est-ce que sur place, vous avez revu les personnes qui se trouvaient dans l'avion qui vous avait emmené à Phnom Penh? Vous aviez parlé d'anciens militaires de la République khmère qui revenaient des États-Unis. Est-ce qu'à Bangkrabek ou ailleurs, est-ce que vous les avez revus? Est-ce qu'il y avait à Bangkrabek à cette époque-là d'anciens diplomates qui s'y trouvaient? Est-ce que vous connaissez le nom de code de Bangkrabek en 76 et 77? Ne pe nu khnyom ot ban dang te kraoy mok ke prab khnyom dae pan khnyom ot cham te ba. Quelles étaient vos tâches de travail quotidien que vous deviez accomplir à Bangkrabek? Aussi, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que les conditions de travail de vie étaient si difficiles sur place? Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendiez par sentiment d'une lutte des classes? Comment ça se manifestait concrètement avec notamment le cadre du camp? គេនិយាយប្រាប់យើងពីនោះថាតាមមេគារបស់បកគឺរបស់អង្គការខ្ញុំមិនបាក់ទេសំទោសរបស់អង្គការគឺត្រូវតស៊ូរកស្រត្រូវផ្ទៃក្នុងនៃក្នុងខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះឧបមាថានៅបឹងត្របែកនេះហើយដែលពួកយើងខ្ញុំជួនវាមកស្រីឃ្លានគឺជួនកាលទៅឃើញ ដងនៅបែងប្របែកហ្នឹងវាមិនជួនកាលគឺដងធ្លាក់ទុំធ្លាក់ពេញអញ្ចឹងបើគេហាមិនអោយបេះរើសដងហ្នឹងយកមកទទួលទានទេគេហាមិនអោយ
bẹt phai chư đại miên nâng dục một từ tu tiên tế cái ha mình ao được chọn nơi cái là anh bằng thập bài nâng mà từ tu tiên tế bị pro kỳ tha nâng bị sợ đấy bắt mình tam cô cá to su và chăng nâng bục quân này dũng sợ đấy này dũng rồi bỏ bạc anh bỏ ăn cả đối với đấy cứ cái tha chẳng cứ hai bề khác cái to su cái đầu nó cứ tha bờ kỳ chuyên các cái chập khnề dương đà rơ đông từ tua tiền đòi để miền cả nhà nâng một thôi mì tin kỳ tha thôi mì tin và chăng nâng ở đình hai tha nẹt bọt và nạ thôi mì tin nhưng giờ mấy cứ thôi mì tin nó kỳ để nẹt từ tua khó trời nó kỳ chập đam mì tin nâng tới hay kỳ cái chập nè nâng máu hay ở khnề dương tì tiền nè nâng tư rồi hay nè nâng từ tua xa phía thác luôn ai khóc chơi môn chơi pi tới nâng cứ chăng mà nâng kỳ hai tha to su nặng cái đầu mà à votre connaissance à ce moment-là, lors de ce premier passage à Bontrabek, comment était organisé le camp? Est-ce qu'il y avait différents groupes et aussi quelle était la structure hiérarchique au sein du camp? Đạp bán cứ theo về cái nơi biếp chặt tăng biếp chặt chay cầm chia bờ thiên cầm nó nở đài là bạn cứ theo cái vô nè mà bị bỏ tê được cái nè thôi chia bờ thiên được thôi chia bờ thiên chầm rôm thôi bờ thiên cầm ấy giống chặt chay bị ăn nụ bờ thiên cầm sẽ giống chặt chay thuộc cái này anh tới hơi để cái hai cái nút cái hai ta đầm nàng on cá nó nơi thuộc bị lừ ai tầm nang ông ca nó ta tầm nang vì tầm thân hạ mà máu dương trong mọi đấng phần còn tha cái nơi dương khnề dương này từ tua khó trở nấng rê ca bẹp cái tới hay hay nấng có về nơi hiệp ở đáy cứ tha thưa ơi nẹ đình từ tua khó trở nó cứ tha về miền thở vô từ rê ca từ ơi nẹ từ tua khó trở tầm nang ông ca nấng hay đôi khi này về thử kiếp từng con mật phe luôn ai nhắc đam bấy ao ong ca nó kì pin chặt và nó việc bằng cách ở miền pa ya ca mình túc chặt khnề pa ya ca tít tiền xoay tít tiền khnề pa ya ca mơ mộc khnề mình thong nó về chẳng để nó kia pa tu phút để đây miền nó bên nút hay à nó bắt phụ nữ ta nữ nữ bằng tờ bài bên nút cứ việc tàn tăng chuyện nữ nữ ta không ai có tiền mà quels étaient les cadres Khmer Rouge qui dirigeait le camp de Bontrabek et pouvez-vous nous donner des noms, les noms de ces cadres et peut-être aussi de certains des intellectuels sur lesquels ils s'appuyaient pour diriger le camp. Ai mật phẹt nhau mà bỏ té miền tri mình hút tri mình hút nó quạt chia bẩn đất hàng kỳ mí ai tô thị phía nó quạt quạt mao pi quạt trọt thì nó bị cắn quạt mao pi sọc và đắng hay quạt từ nã liền pet nó bị cắn nó quạt đặc nhiệm chấm miền pi nẹt nó chỉ bị sạch bạn.
Est-ce que vous saviez à l'époque qui était le supérieur de Sovan? Durant ce premier séjour à Bang Trabaik, est-ce que des personnes ont été emmenées hors du camp à cette époque? Et est-ce que c'était fréquent? Et dans quelles circonstances étaient-ils emmenés? Est-ce que on leur disait où ils allaient? Est-ce qu'à ce moment-là, au camp de Bang Trabaik se trouvait quelqu'un dénommé Khun David? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Khun David, chia mật phe mũi bỏ nhóm, phần nhóm đôi chia lấy giải và nằm đằng kia kỳ vô quát tăng pì nữ bằng trở bãi rồi có vô vì chìm rum cò đập ram nhóm lấy giải lớn nhóm gà muốn nhóm nơi chạm phần lớn nhóm lấy giải phần nữ nhóm để bán lúc nhóm bán khơi chìm mua quát nữ ấy vàng tiểu ông. Et Monsieur Krin Lin, est-ce que vous l'avez jamais vu dans l'un de ces sites ou dans un de ces camps? Krin Lin. Lok Krin Lin, que dans qui on a jamais mangé de bœuf, qui on a cueilli quoi, qui est trong cái bằng phật, hay tam nhom chấm, bê nắng phum quạt. Chạp thư sân để bán thì phải chôm nơi để rong phuông nơi định rong phuông bằng thẻ bài nắng hơi kỳ vô quạt nắng quạt chuột phùng hơi tới kỳ đặt lên liền nắng trên thì bằng thẻ bài nắng bờ tam khi nhầm chạm của quạt màu đỏ bằng thẻ bài nhưng mà đang màu pì ná đấy màu chỉ mũi khi nào pì nẹt tiết hay khi nhầm bán chuột quạt nơi chỉ trong cào ấy hay chưa lực tìm mũi hay chỉ trong cào ấy nơi bằng thẻ bài nhưng mà
À quel titre Poum avait convoqué une réunion? Vous avez dit tout à l'heure que c'était Sovan qui dirigeait Bang Trabek. Donc pourquoi Poum avait convoqué une réunion lorsque vous étiez à Bang Trabek? Merci. Vous avez mentionné être parti ensuite vers les terres rouges ou Tekraham. Pourriez-vous nous dire à peu près combien de temps vous avez passé sur place et où ça se trouve au Cambodge? Donc, si j'ai bien compris la traduction, à partir de décembre 1976 jusqu'à 2 ou 3 mois avant la chute du régime. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous êtes parti à Terre Rouge et qu'est-ce qu'on vous a fait faire une fois sur place? Que deviez-vous faire? Từ đó đây có hòm thì phép tha đây có hòm nó ở miền sài bố à về miền mình nuo về miền chê tùm về miền ấy cứ miền tùm lông chơ miền ấy ọt khoa hộp ấy cứ tha cứ từ nó cứ tha sài bố ấy có sài bố đà đồ chứ nấy cứ cái áo ấy bằng piêu nếu áo cho hay hay bằng trai nhóm nó có rột rỉnh nó có cho xin một môn kỳ hay nhóm cả nó cô xa nhóm cất ao cất vì phía xa mượn nhóm ao nhóm cho một công kiện ai đây phần nhóm nhưng chia phải dắt không thay gì chờ khi ao dừng rư từ chấn hay kịp đẹp tha về sự bù chấn cái kỳ quay sự tiệt rong dướng ở phía dắt nhưng thả phía dắt sân phần cô xa nhóm cất chia từ ruộng tất nhưng mà chọn chót của chót đó và ai được chứ đấy thống có khi nhóm có cho một kiên ai chắc bà tới đây có hôm nay. Et avant de revenir à vos activités sur place, pouvez-vous nous dire où c'était situé les terres rouges au Cambodge, dans quelle région, s'il vous plaît? Thưa tầm nào tới giúp hay kịp đẹp giống tha nơi
Et donc, en très bref, en quoi consistait votre travail sur place? Est-ce que sur place, pouvez-vous nous dire comment était la discipline et aussi si des gens ont disparu de cet endroit? ដើម្បីដូចថាយកឲ្យគ្នាយើងចេញហ្នឹង
Est-ce que vous savez si le neveu et nièce de Yenkirit et Yangsari figuraient parmi ces 100 personnes qui ont disparu, ou bien les a-t-on retrouvés par la suite? Mais donc à l'époque, vous ne le saviez pas. À la fin de votre séjour au Terre Rouge, est-ce que on vous a dit si vous étiez maintenant enfin rééduqué? Est-ce qu'au bout de ces longs mois, est-ce qu'on a évalué le niveau de votre rééducation ou avez-vous dû continuer encore votre rééducation ailleurs? ខ្ញុំចំពោះរឿងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យចំពោះសំណួរលោកទី 2ខ្ញុំ
សូមសួរម្ដងទៀតបាទ Oui, je voulais savoir si à la fin de votre séjour au Terre Rouge, de votre travail au Terre Rouge, est-ce que les cadres Khmer Rouge ont considéré que vous étiez rééduqué ou bien est-ce que vous avez encore été transféré ailleurs pour poursuivre votre rééducation? នៅពេលនោះគឺថាខ្ញុំក្រាបបានគេថាដោយថាគេថាសប្ងៃហ្នឹងអង្គការត្រូវការពួកបងៗហើយដូចនេះពួកបងៗត្រូវទៅពេញវិញគាត់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងហើយក៏គេដឹកពួកយើងខ្ញុំឲ្យអ្នកនៅសេសសល់ហ្នឹងឲ្យមកភ្នំពេញមកបាទព្រោះថារៀនវគ្គសិក្សាចប់ឬមិនចប់អីខ្ញុំអត់ដឹងទេគាត់គាត់ប្រាប់សប្ងៃហ្នឹងអង្គការត្រូវការពួកបងៗឲ្យមកជួយធ្វើការ Et à Phnom Penh, qu'est-il arrivé? Où vous a-t-on conduit? Dans Phnom Penh, ឲ្យទៅនៅផ្ទះដែលសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសកូរ៉េឬក៏បច្ចេកទេសចិននៅជិតវត្តភ្នំគេឲ្យពួកយើងខ្ញុំនៅសំណាក់នៅវត្តភ្នំហើយអ្នកនាំទៅហ្នឹងគឺលោកជីបដែលគាត់ជាដៃដែលគាត់ជាអ្នកសហការីរបស់លោកយើងសេរីហើយគាត់ដឹកពួកយើងខ្ញុំទៅថាបងយើងសេរីមកយកពួកបងបងឲ្យទៅនៅ Est-ce que vous êtes resté là jusqu'à la fin, jusqu'au moment où les Vietnamiens sont arrivés, ou bien c'était juste temporaire et vous avez poursuivi ensuite votre route? ពួកយើងខ្ញុំទៅនៅបានតែមួយយប់ទេឥឡូវប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងក៏លោកអៀងសេរីគាត់មកជួបពួកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគេងលក់ទៅប៉ុន្តែគាត់ជួបអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែព្រឹកលើកឡើងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងក៏បានជួបគាត់ហើយគាត់សួរពួកយើងខ្ញុំថាពួកយើងខ្ញុំប្រហែលឆ្នាំទៅនៅឯណាហើយពីណាអ្នកទៅជួនពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងទៅដីក្រហមហើយដីក្រហមហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ គាត់សួរអញ្ចឹងហើយគាត់សួរពីថាដូចថាគាត់សំណេះសំណាលត្រូវការដូចថាសំណេះសំណាលពួកមួយពួកយើងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាដូចជាបងប្អូនដូចសំណេះសំណាលដូចកាលជួបគ្នានៅប៉ារីអញ្ចឹង Merci. Et donc, après cette nuit-là, où avez-vous été affecté? បន្ទាប់ពីពេលហ្នឹងទៅក៏គេបញ្ជូនពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅបឹងត្របែកទៅបឹងត្របែកទៅនៅបឹងត្របែកហ្នឹងជាដំបូងគេឲ្យនៅប30បឹងត្របែកមួយប30ក្រោយមកខ្ញុំដឹងថាបឹងត្របែកហ្នឹងមានប30មានប30ពីរហើយមានប30មួយប៉ុន្តែទៅដល់ព្រាមហ្នឹងគេឲ្យទៅនៅប30បាទ Est-ce que ces dénominations existaient déjà avant, ou bien est-ce que c'était de nouvelles dénominations, et qui travaillait dans ces trois différentes sections, B30, B31, B32 à l'époque? euh,
ការចាត់តាំងមានភាពផ្លែកពីការមុនខ្ញុំប្រពឹងតបៃជំនុំនៅបឹងតបៃដូចនេះប៉ុន្តែការចាត់តាំងមានភាពផ្លែកពីការមុនពួកយើងខ្ញុំទៅដីក្រហមហើយខ្ញុំក៏បានគេគាត់ថាគេប្រាប់ថាឥឡូវពួកបងឯងហ្នឹងគឺថានៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់បងអៀងសារី Et vous apparteniez alors à ce moment-là, est-ce qu'on vous a placé dans B30, dans B31 ou B32? Et avec quelle catégorie de personnes? Hay ca nưng kịp bẹp khnhom tha đòi xa nơ đây cơ hòm nưng khnhom co sang khluôn ọt ban đơ chnê kị vô khnhom tư đạ chmuoy puok tút đam puok mantrai ô ca nơ bo 30 bo nẹ na đơ tha kị trâu ca kị vô tư bo 31 vị hay kị pị bo 31 nưng tư kị vô tư thư ca nơ bo 1 đơ chnê nè tới bò xàm pí nó nâng đôi chơi đôi thân nè nâng về thầm thầm đá về về cò sang khuôn ở toàn bàn mà et les cadres Khmer Rouge qui dirigeaient Bon Trabec se trouvaient dans B30, B31 ou B32? Thật nou bo 30 ou bo 31 ou bo 32. Pe nou khnyom doy ot men cham tha men kamabal khmai gahom kai pi dok yeng sari nang sahakari bos kwat yu yu kwat ma ot mdong yu yu kwat yo trai yo sai sai ma oy oy ta bong hop tau hop tau hop tau yuong ka kwat yo ka pơ ma chuon ka kwat yo ai ma kư tha kwat popuh pompol puok yeung khnyom nang kư tha oy puok yeung khnyom nang hop hai thư ka ai ko ve thu sral chieng mun hai kư tha kư op rum puok adeng khmeing khmeing dai apuk madai puok tut kư yo tau samlap nang kư tha puộc nâng trọp chế phía xa bò tê phía đám kì thở ca puộc nâng oi từ riêng đàm bay từ đàm bay hiệp chom từ tua ấy rồi rồi nè từ tua kia bò tê để màu tua 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 sạ cây ngay sau hôm mai tôi chỉ nói hiệp ca về đồ và về về nâng về đồ cứ tha dương ai mình kia mình phải không ở dương thở ca ấy đôi phía đám bên này dương nơi ta không thở trong đôi phía đám bên này về hiệu cao về thu ra đôi mình đang đầy các bạn. Est-ce qu'au moment où vous revenez alors à Bon Trabec, Sovan qui dirigeait Bon Trabec à l'époque, était-il encore là? Nơi sâu cho kinh dây tha sở vó nâng ông ca chạp từ nhưng mà đó ông ca nòm chinh ông ca nòm chinh ông ca chạp với sâm thuộc ông ca nòm chinh Est-ce que vous avez assister, participer à des réunions avec Yeng Sari lorsque vous étiez à Bon Trabec? Nhom ưu chị bán chôl và chôm pi đòn mà. Commençons par la première. À quel endroit a eu lieu cette réunion et à peu près combien de temps après que vous soyez arrivé à Bon Trabec? Nơi sa mui à tây sa la bang ta bai nak nhom
Et qui à l'époque a assisté à cette réunion? Est-ce que c'était l'ensemble des personnes qui travaillaient à B30, B31 et B32? Et Yang Seri a fait un exposé. De quel sujet particulier vous souvenez-vous qu'il ait parlé à ce ប្រធានបទដែលខ្ញុំចាំលើកដំបូងគឺប្រធានបទពីភាពការបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺថាយើងសពថ្ងៃហ្នឹងវាតមានការតស៊ូសុតស្វាងជាមួយវៀតណាមហើយខ្ញុំចាំជាងគេបាទហើយគាត់ថាកុំឲ្យពួកយើងច្បាស់ជាឈ្នះ Est-ce que l'aspect sécurité a été abordé? Est-ce qu'il aurait parlé de traite? រឿងសន្តិសុខពីរឿងចាប់ខ្លួនគ្នាយើងពីរឿងរែងចាប់ខ្លួនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺថាពេលនោះគាត់បាននិយាយថាដែលតូទី វ៉ាន់ពីនីដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់យូរហើយពីប៉ារីមកហ្នឹងគាត់ហ្នឹងមានគេចោតគាត់មានឯកសារពីរចោតគាត់កាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាឯកសារពីរចោតគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាគាត់សម្រេចថាដើម្បីចោតចាប់អ្នកណាមួយត្រូវឯកសារ3ហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់យល់ថាដេញគាត់ប្រើពាក្យឯកសារហ្នឹងខ្ញុំដឹងក៏គាត់និយាយលើអីប៉ុន្តែគាត់ថាហើយ ហើយគាត់និយាយមួយទៀតគាត់ថាគាត់តែងតែតស៊ូការពារមិត្តយើងមកពីបរទេសទាំងអស់គាត់ថាមិត្តយើងមកពីបរទេសនេះគឺថាគាត់មិនជឿថាវាក្បត់ទាំងអស់គ្នាទេដូច្នេះគាត់ថាគាត់នឹងគឺជានិច្ចកាលគាត់តែងតែការពារគ្នាយើងមកពីបរទេសជានិច្ចកាលតាមដែលគាត់អាចធ្វើទៅបាន Si j'ai bien entendu votre dernière phrase, il a dit, vous me corrigez si c'est faux, que tous les intellectuels revenus de l'étranger n'étaient pas donc tous des traîtres. C'est ça que j'ai entendu.
Concernant Van Pini, vous avez parlé du fait qu'il avait été mis en cause dans plusieurs documents. Est-ce que Yang Sary a dit si cette personne avait fait l'objet d'une arrestation? Est-ce que Yang Sary a parlé d'accusation contre ce Van Pini et de quoi il était accusé ou bien n'en a-t-il pas parlé? Lorsque vous aviez quitté Bang Prabek pour les Terres Rouges, donc Sovan était toujours à la tête, et quand vous êtes revenu, il n'y était plus. Est-ce que vous avez jamais entendu Yang Sary, lors de ces différentes réunions, parler de Sovan et du sort qui lui avait été réservé? Est-ce qu'il a précisé de quel type de traître il s'agissait? Est-ce que lors de ces réunions, vous auriez entendu Yang Sary parler d'autres personnes, faire des commentaires, par exemple, sur Lin Sirivut? ខ្ញុំ
nhom đăng thà liên trì vốn nó chỉ chỉ ôn chỉ đôn mũi bỏ xuống thì cươn hay đôi chỉ nách nhom hay chỉ mất thẻ bỏ nhom khác nhom đôi chỉ nách nhom 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 về cái đạp ở bán cái đạp tham đăng chi tập o nó môn khi nhom từ khởi hoàng từ óc nhưng mà đăng kỳ thà các bạn bạn vô cái còn kỳ thà chẳng hay vô từ co sang được cái thứ ấy tất nhom về cái đạp ở bán đăng ăn nước khởi thà kỳ vô từ sầm lạp ấy cái nó kia mình toàn nước khởi đó đăng thế bạn. Merci. Oui, je vous demandais bien de faire la distinction donc, entre ce que vous avez entendu dire Yang Sari et ce que vous avez constaté par la suite. Dernière chose, monsieur le témoin, concernant le thème du Vietnam. Vous souvenez-vous de ce que Yang Sari a dit lors de cette réunion-là ou lors de la suivante? Mình là vậy mình chạy thêm tiết còn thay khi mà đạp bàn về nước yên sĩ còn như thay dương phải dột cái đau chỉ trong cày bằng phất chỉ mùi Việt Nam mà khi mà đạp bàn mà còn khi mà mình ai phải chạy thêm tiết đó khi mà lịch đó bạn đó. Durant cette période et jusqu'au moment où vous avez dû quitter Phnom Penh, avez-vous continué alors à travailler à Bang Trabek? Mẹ cả ra thứ ngày thủ người khai muối đưa cò rực nó nhầm chào mình bà thế để số hóng bàn màu màu bẹp buộc nhóm ao hiệp chấm trên bị băng thứ bảy hay tìm muối kỳ bẹp thá ao vô buộc bỏ phố tại sân tay mà dẹp yeah. Hồi tới dược nhóm co triêm luôn rồi trên tới phần là đò chạy đài tới đập rực thường ngày là màu dục dục thường ngày thì bằng muối màu đình chùm liền tiệp lớn mà đòn phần ọt mè tiệp lớn co dương từ lọt từ bằng từ bài trên tới đập rực thường ngày thì bằng pel khai muối nó co dương màu mà đòn tiệt màu đòn tiệt màu từ ngọn nó kỳ kỳ sự mẹ đập phụ dược trong đó từng cua xa từng đây từng cuốn đặt tới cái đặt từ định đặt từ vùng biển tòa đen thầy nó kêu bé bá phần còn lưu sâu chắc nhưng mình đang chuyển nát bá phần còn tha kỳ đặt tới từ vùng biển tòa đen thái phần đó hỏi tới đó cái đặt bàn tới chắc sao khi mà lưu sâu tu nó phần một pin nhưng mà ấy đó hỏi tới có đó đọc ảnh miền nó có tiệp lương nó chụp nó nặng tới hơi dương chụp trăm nó nặng tới trăm mà tiệp lương đập phụ dương trong tiết và phần hơi tới khi tiệp lương máu có cái ao phụ dương giống chô từ khnông tới chô khnông đào chô khnông tới ao từ đâu nơi tam thạc có hay từ đâu thạc có cái chai phụ dương giống đó nên mình đông đúng đón tam thạc có xem xét nơi khnông nơi khôn ông ở đây nơi khôn ông chết còn chết tiệp lương độc ai biết được được nhầm lỡ nó nhầm chung một khung vô vô ấy nhầm lấy gió và nó còn thà nắng ngày và khai mũi nắng chân mà. Merci. Alors, toute dernière question, monsieur le témoin. Au moment où vous quittez Phnom Penh en train et vous devez transiter par ces coopératives, est-ce que Yang Sari était avec vous ou avait-il déjà quitté Phnom Penh?
Merci infiniment, Monsieur le Témoin, d'avoir merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions, Monsieur le Témoin. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions. Je laisserai donc la place aux parties civiles demain matin. Merci beaucoup. កិច្ចដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលសំលមសម្រាប់ដែរហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្រាប់ការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែសីហាឆ្នាំ2012ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសម្រាប់ការនៅស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់ទៅខេកកម្មសាក់ស្័យក្នុងថងហឿងដែលនឹងសួរនឹងដល់ដោយសហមេធាវីនរមុខដែលមិនដឹងរាប់រាប់ពីនេះនៅពេលព្រឹកហើយនឹងពេលរស